xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn hôm nay một ngày rất là đẹp, ngày 9 tháng 9 năm 2022. Hôm nay là ngày 14 âm lịch, ngày 4 tháng 8 âm lịch. Đêm nay là đêm Trung thu. Tối nay thì các bạn nhỏ sẽ rất là vui ở các khu xóm hoặc là ở các ngôi trường. Ở trong trường bạn đầu nhỏ thì cũng có cái chương trình đêm Trung thu rất là vui ha. Ở đây hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây là khu chợ Mai Văn Chỉnh. Đây là con đường Mai Văn Chỉnh nè. Hướng bên cánh phải chúng ta sẽ đi đi ra đường Nguyễn Thị Thập. Và chiều hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi khám phá ở khu cuối đường Nguyễn Thị Thập, đó là con đường Nguyễn Văn Quỳ ngay cầu Phú Mỹ. Hướng bên đây thì đi vô khu xóm ven cái bờ hồ ở khu vực Mai Văn Chỉnh này. Rồi chúng ta xuất phát từ đây ha. Nhân dịp Tết Trung thu, em xin chúc đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình, thưởng thức những cái bánh Trung thu thật là ngon và có nhiều câu chuyện vui trong ngày Tết Trung thu ha. Ở đây chúng ta đang đi trên con đường Mai Văn Chỉnh hướng ra Nguyễn Thị Thập. Giờ này là cũng cỡ 4 giờ chiều. Và giờ này thì học sinh chưa có tan học. Mình đi dạo vòng vòng. Sẵn tiện chút xíu nữa em có việc lấy đồ ở gần cầu Phú Mỹ luôn. Bữa nay Sài Gòn nắng rất là đẹp ha. Chúng ta thấy khung cảnh rất là trong xanh. Ở khu vực đường Mai Văn Chỉnh thì có rất là nhiều quán nhậu, quán cà phê. Và ở hai bên đường thì không có nhiều nhà cao tầng như ở các khu vực khác. Ở đây thì do là đất rộng, nhà rộng, không cần phải xây nhà cao tầng. Ở đây ở rất là thoải mái ha. Nhà nào cũng rất là rộng. Rất là ít khu xóm hẻm. Đường xá đẹp nữa. Ở bên quận 7 này thì cũng là quê hương của rất nhiều của chú anh chị ở phương xa. Ngày xưa đã từng sinh ra và lớn lên ở khu quận 7. Ở cái thời mà đường Nguyễn Thị Thập là con đường đất đỏ. Nhưng mà bây giờ thì đô thị hóa hết rồi. Đây là con đường nhựa, con đường trục đường lớn ở quận 7 này. Con đường rất là đắt giá. Mình trai em đang có tiệm sửa xe máy đó. Ngay góc đường Nguyễn Thị Thập với lại Mai Văn Chỉnh. Những anh thợ miệt mài sửa chữa. Ở Sài Gòn, ở Việt Nam thì đa số là những cái gì đó hư người ta đem đi sửa trước. Sửa không được thì mới mua cái món mới. Đây chúng ta quẹo trái con đường Nguyễn Thị Thập đi thẳng về hướng cầu Phú Mỹ. Ở đây cũng rất là gần với cầu Phú Mỹ. Sẽ đi thẳng luôn. Đó là con đường Nguyễn Văn Quỳ. Mấy bữa thì có nhiều của chú anh chị cũng chia sẻ ở khu đó là khu cảng rau, nhưng mà sao em đi em đâu thấy cái rau gì đâu ta, hay là hồi xưa hả? Chứ bây giờ thì
đó toàn là kho bãi không à. Nhưng mà trên bản đồ thì có đường để thông ra rạch Bà Bướm, nhưng mà hôm nay mình đi khám phá thử coi nó như thế nào ha. Buổi chiều đi đi quay cái hướng này là không bị chói nắng nên cái hình ảnh nó sẽ tương đối rõ. Ở trên con đường Nguyễn Thị Thập có rất là nhiều khu xóm cho thuê phòng trọ, hẻm nào cũng rất là đông, rất là nhiều căn dãy phòng trọ. Ở đây gần với chợ Tân Mỹ nè, gần với Phú Mỹ Hưng, cách trung tâm Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 1 km, đi về hướng bên phải theo con đường Tân Mỹ. Đây chúng ta tới đây là giao lộ Tân Mỹ, nơi đây có chợ Tân Mỹ. Bây giờ các bạn nhỏ đang chuẩn bị tan trường rồi nè, có vài phụ huynh người ta đi rước sớm rồi đó. Ở Sài Gòn thì đa phần là học sinh được đưa rước tới từ cấp 1 tới cấp 2 tới cấp 3 luôn. Rất ít học sinh tự đi về lắm. Nên đa phần là khi mà tốt nghiệp cấp 3 rồi các bạn nhỏ chạy xe không có rành. Còn em hồi xưa thì từ cấp 1, lớp cấp 2 vào lớp 6 là tự chạy xe đi học rồi. Với hồi xưa cũng đa phần là tự đi học, tự về thôi à. Chắc cái thời của chú anh chị cũng vậy ha. Cái thời các bạn nhỏ sau này thì sướng hơn. Ở quận 7 này chúng ta thấy có một điều rất đặc biệt so với ở quận 1, quận 5, quận 3 là các gian hàng bánh trung thu rất là ít, ven đường rất là ít. Đa phần người ta tập trung ở các quận trung tâm. Chắc có lẽ sức mua ở đây không lớn nên đặt các gian hàng ở đây là không có khả thi. Trong các video clip thì cũng có nhiều cô chú anh chị nhiều cái nhu cầu khác nhau khi mà xem clip. Có người thì muốn nhìn về khu xóm ngày xưa, có người thì muốn nhìn hình ảnh cập nhật hình ảnh của ngày nay để khi mà đến Sài Gòn có thể mua nhà hoặc là ở. Trong cái video clip nào cũng em cũng nói nhiều cái vấn đề, nhưng mà đôi khi nó không phục vụ hết được, tại vì không có một cái sản phẩm nào mà đáp ứng hết tất cả nhu cầu của tất cả mọi người được. Nên thật ra có gì đó sai sót của chú anh chị thông cảm ha, có gì để lại cái lời bình luận, lời nhắn bên dưới đó là em sẽ trả lời anh chị. Hôm nay thì mình cũng đi khám phá một cái khu mới mà trước giờ em chưa có đi tới. Ở Sài Gòn thì nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Rất nhiều khu xóm hẻm, rất nhiều những con đường. Thường thì ở đâu mình quen đó, thì em không qua ở đó, nhưng mà đi tới đó cũng không có nhiều thông tin cho lắm. Có gì anh chị xem và bổ sung ha. Bên đây là khu căn hộ rất là lớn. Phía sau là khu Cityland, khu rất nhiều biệt thự ha. Khu căn hộ Cosmo City. Ở đây thì đa phần là căn hộ đắt tiền không ạ.
có trường quốc tế rồi đó, phục vụ cho con em của cư dân ở khu Cityland rồi Cosmo. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Thị Thập hướng về cầu Phú Mỹ. Mình sẽ đi thẳng luôn ha. Con đường này thì những cái nhà hai bên đường chúng ta thấy rất là rộng. Chắc ngày xưa ở đây là khu đất trống nhiều lắm, rồi sau này phát triển thành khu nhà rất là dày đặc ở đây. Bên đây nè, nhà Nguyễn Kim nè, trung tâm điện máy Nguyễn Kim nè, đất rất là lớn ha. Tới hội nghị tiệc cưới Seven rất là nhiều ở đây, lớn lắm. Và trước mặt chúng ta đó là khu cầu Phú Mỹ. Mình nếu quẹo phải là đi về nhà bè, quẹo trái là tới cầu Tân Thuận, đi ngang qua khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7. Ngày này nói tiếp với con đường Nguyễn Thị Thập là con đường Nguyễn Văn Quỳ. Chỗ này xe cộ hơi đông. Trước mặt ta đó là cái cầu Phú Mỹ. Thẳng đường này lên dốc cầu là ra cao tốc Long Thành luôn á. Ngay đây có trung tâm điện máy rất là lớn, điện máy xanh. Để em đi thẳng con đường này coi đi tới cái cảng rau như thế nào ha. Con đường Nguyễn Văn Quỳ này thì có rất nhiều khu nhà kho, nhà xưởng nè. Ở bên trong này khu nhà kho nè, kho tổng người ta cho thuê, có rất nhiều công ty thuê kho ở đây. Đây có con đường Phạm Thị Ba, con đường Phạm Thị Ba. Ở gần đây có con đường Bùi Văn Ba, ở đây Phạm Thị Ba, này chắc là chị Ba, kia là anh Ba. Rồi chúng ta đi thẳng ha. Thẳng đường này mình lên dốc cầu cũng được nữa nè, lên dốc cầu Phú Mỹ nè. Cầu rất là cao. Con đường này rất là bụi, tại vì xe tải rồi đó, container rồi tới giờ là thấy xe chạy dày đặc luôn á. Những dãy nhà ở đây là rung rung luôn. Này hôm nay xe đầu kéo. Trong đây là có cho thuê kho nè, có rất là nhiều kho hàng ở đây. Người ta thuê để chứa hàng hóa đó. Có một số công ty người ta cũng mở công ty ở trong, đặc biệt là những công ty mà bán nệm á, cơ khí, vật liệu xây dựng rồi đó, nhiều lắm. Tại trong đó em cũng có vô một hai lần. Đây chúng ta đi bên hông cầu luôn ha, bên hông cầu Phú Mỹ nè.
để em xem coi ở đây đi tới đâu nha. Ở đây có Funa ở Bắc Minh, cái nhà xám xám này. Bánh xèo miền Tây 30.000 cái. Ở khu này giống như có cái chợ nhỏ nhỏ vậy đó. Ở dưới gầm cầu Phú Mỹ người ta rào lại hết rồi. Cuối đường có đường nữa kìa, có đường nhỏ nhỏ nữa kìa. Ở tại đây dưới gầm cầu không có rào, ở đây giống như là một cái khu khu phức hợp vậy đó, có quán cà phê, có võng, có quán ăn, có chỗ gửi xe nữa kìa. Quá trời luôn, xa quá anh chị nhìn không rõ đâu ha. Đây là con đường Đào Trí nè, con đường Đào Trí quẹo phải là ra khu Lê Thị Chợ hôm bữa đó, đi ngang qua gộ Môi rồi chúng ta đi thẳng. Hôm nay mình sẽ đi thẳng đây. Hồi xưa như thế nào mà giờ thấy hơi hoang tàn ha. Hồi xưa không biết đây là cái gì. Ở hai bên đường thì có một ống tùm. Lần đầu tiên đi tới đây luôn, mình đi khám phá đây coi ở đây như thế nào ha. Tại giờ là không biết trước nên không có nhiều thông tin gì để nói. Đi tới đâu chia sẻ anh chị tới đó. Nếu mà mình có quen thuộc thì cùng chia sẻ ha. Đây giống như là cái kho bãi gì ngày xưa hay sao. Chắc có lẽ giải tỏa ở đây để xây dựng cầu. Ở đây cũng là con đường Nguyễn Văn Quỳ luôn. Bên phải có hẻm 330. Ồ, cái cầu Phú Mỹ cao ghê chưa. Ở đây là con đường gì đây. Ồ, cái trụ cầu. Cái trụ cầu lớn thật lớn. Công ty, đây công ty cổ phần cảng cảng rau quả nè. Ồ, cái cảng rau quả có cái kiến trúc rất là lạ ha. Chỗ này chắc nhiều cô chú anh chị ngày xưa ở đây rất là quen nè. Bây giờ chúng ta lại quen trở lại khu cảng rau quả. Ở đây hơi bụi nha. Đường đá. Đây có trạm kiểm soát rau quả. Đọc rau quả thì nó thuận miệng hơn là rau trái. Có nhiều cô chú anh chị nói người miền Nam thì nói trái, ở miền Bắc thì nói quả, nên nói là rau trái. Đây đường vô cảng Bông Sen. Ở đây có địa chỉ là số 1 Nguyễn Văn Quỳ, số 1A Nguyễn Văn Quỳ, cảng Lotus.
Ở thẳng đường này là ra cái khu rạch Bà Bướm luôn nè. Rin Phú Thuận. Ở đây thấy hơi hơi là hoang tàn ha, đây có cây gòn khổng lồ luôn. Đó, cây gòn khổng lồ. Đó, có cái bức tường rào giống như là tường rào nguyên cái khu này lúc nãy ở bên đường Nguyễn Văn Quỳ á. À, chúng ta đi vòng ở đây luôn à. Khu này rất là lớn à, không biết ngày xưa ở đây là kho xưởng hay doanh trại như thế nào ha. À, nhưng mà hàng rào ngày nay thì tương đối là thấp do là đường được nâng lên khá là cao. Ở đây có đường xe chạy. Chúng ta đi theo những cái xe này ha. Ở đây là kho quận 7 30-1 Nguyễn Văn Quỳ. Bụi quá. Không biết thẳng đường này là vô cảng hay là đi ra cái khu căn hộ chỗ rạch Bà Bướm nữa. À, trên bản đồ là đi được á. Ở đây chắc là không đi được rồi. À, đường này dẫn vào kho lạnh. Ngay căn hộ nè, căn hộ mặt tiền ở khu rạch Bà Bướm. Ở đây chắc là cổng sau á hả. À, đây phải có thẻ mới vô được. À, đây là cổng sau của khu căn hộ rồi. Lodge Garden ha. À, khu căn hộ Lodge Garden. Quan hộ rất là lớn luôn. Ở đây thì có cái view nhìn ra cảng rất là đẹp ha. Bên đây là 163 Nguyễn Văn Quỳ, kho lạnh nè. À, tới đây là khu cuối đường rồi. Rồi chắc thôi cái video clip ngày hôm nay. À, đi khám phá một vòng ở khu Nguyễn Văn Quỳ, tới khu kho lạnh, tới khu căn hộ Lodge Garden, gửi cô chú chị xem để mình khám phá xem lại nếu mà ngày xưa mình có ở khu vực này có ký ức gì về cảng rau, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ ha. Rồi một lần nữa chúc cô chú anh chị và các bạn có một mùa trung thu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.